Xin chào, chúc buổi sáng tốt lành. Nhớ thức dậy là phải tập thể dục nha. Những người mà lười biếng tập thể dục là cuộc đời của mình dễ gặp những cái rắc rối không đáng có lắm đó. Bởi vì chúng ta phải nhớ là sinh lý nó ảnh hưởng tới tâm lý, và tâm lý nó ảnh hưởng tới sinh lý của chúng ta. Nếu cơ thể của chúng ta mà không có khỏe mạnh là lập tức tinh thần của chúng ta không tốt. Và ngược lại, nếu tinh thần chúng ta không tốt thì cũng làm cho cơ thể chúng ta bị hủy hoại đấy. Chúng ta nhớ nha, hãy để ý tập thể dục mỗi ngày. Đó là cách mà mình yêu thương và chăm sóc bản thân mình tuyệt vời nhất. Và hôm nay tôi có một chia sẻ rất là thú vị với các anh chị. Đó là có những người họ hỏi thế này nè: thầy ơi, tại làm sao á mà tôi thì tôi nhìn thấy họ tốt, tôi nói tốt về họ, nhưng mà họ thì lại thấy tôi xấu, họ cứ nói xấu về tôi. Là sao vậy thầy? Tại sao lại như vậy? Tôi đau buồn quá. Và tôi nói với họ rằng á, cuộc đời này á, nó có 3 cái lớp học, nó 3 tầng thứ để học. Cái tầng thứ dưới cùng, ai cũng phải đi qua tầng 1, tầng 2 mới lên được tầng 3. Thế cái tầng đầu tiên ấy, đó là cái tầng mà chúng ta nhìn thấy được cái sai trái, cái lỗi lầm của người khác. Chúng ta thích chỉ trích, chúng ta thích bơi móc, chúng ta nhìn thấy những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của người khác. Và như vậy thì ở cái tầng này chúng ta mệt mỏi lắm, cuộc đời chúng ta suốt ngày căng thẳng lắm. Hãy quan sát mà xem, những cái người mà suốt ngày cứ thích đổ lỗi, cứ thích phàn nàn, cứ thích nói xấu người khác, rồi cứ thích gọi là chê bai người khác, là những cái người đó họ đang rất là khổ. Cuộc đời họ không có cái gì huy hoàng đâu. Cuộc đời họ mệt mỏi lắm. Và tất cả chúng ta đều phải đi qua cái tầng đó. Nhưng mà thật là phúc đức cho ai nếu như mà họ hiểu được điều này. Đó là ở dưới cái tầng 1 này mệt quá, họ quyết định phải tìm ra một con đường để làm sao cuộc đời của họ giàu có hơn, sung sướng hơn, khỏe mạnh hơn, được nhiều người yêu thương hơn. Thì lúc đó họ đi tìm con đường, và sau đó họ chịu học hỏi, và họ bước lên cái tầng số 2. Để lên được tầng số 2 thì họ sẽ có một cái đặc trưng, đó là họ không có đổ lỗi cho người khác. Có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này, họ đều nhận lỗi về mình. Ví dụ như con của họ mà không nghe lời của họ thì họ hiểu rằng đó là lỗi của họ. Con của họ mà lười học thì họ hiểu đó là lỗi của họ. Con của họ mà không có tự tin, đó là lỗi của họ. Lỗi như thế nào thì lên trên YouTube kênh Nguyễn Phùng Phong để mà xem các clip để mình hiểu nhé. Và nếu mà chúng ta lên được cái tầng số 2 này là chúng ta không còn muốn đổ lỗi cho ai nữa hết. Chúng ta chỉ tập trung vào bản thân của chúng ta. Chúng ta làm thật tốt, và chúng ta hiểu rằng mọi thứ trên cuộc đời này đều có hai mặt, mặt phải và mặt trái. Ở cái tầng số 1 thì chúng ta chỉ thấy được cái mặt phải thôi, hoặc là cái mặt trái thôi, không có thấy được hai mặt. Nên dẫn tới chúng ta dễ dàng đổ lỗi, chúng ta dễ dàng phàn nàn. Nhưng mà lên tới tầng 2 chúng ta hiểu rằng là con người thì ai cũng có những cái khuyết điểm, ai cũng có những cái hay, cũng có những cái dở, cũng có những cái lỗi lầm, cũng có những cái thiếu sót, cũng như chính chúng ta vậy. Bởi vì ở cái tầng số 1 đấy, họ thích đổ lỗi, họ thích phàn nàn, họ thích gọi là phán xét người khác. Nên trong đó nó bao gồm luôn cả họ. Bởi vì vậy họ sống một cuộc đời rất là mệt. Và đến khi lên tầng 2 thì họ nhìn thấy ra rằng là đã là con người thì nhất định chúng ta sẽ có những cái thiếu sót, những cái ngu ngốc theo từng giai đoạn phát triển tiến hóa của chúng ta. Có 3 cái quy luật của vũ trụ, trong đó cái quy luật rất là quan trọng phải để ý, đó là quy luật tiến hóa. Tất cả chúng ta đều trong một cái hành trình đang còn tiến hóa cả. Và khi mà họ lên được tầng 2 rồi thì họ ở cao hơn rồi, thì lúc đó cái lòng bao dung của họ sẽ rộng lớn, tình yêu thương của họ sẽ nhiều ra, và lúc đó thành tựu sẽ đến với cuộc đời họ, tiền bạc tự nhiên nó đến. Khi mà chúng ta thay đổi được cái nhận thức của chúng ta thì tự nhiên người khác sẽ yêu thương mình, người khác sẽ giúp đỡ mình, người khác sẽ chơi với mình, người khác sẽ phò tá mình, người khác sẽ chỉ dạy mình. Rất là nhiều thứ tốt đẹp sẽ đến với mình, và tự nhiên như vậy thì tự nhiên tiền nó đến thôi. Chúng ta còn nếu mà ở cái tầng số 1 mà có tiền thì gia đình cũng xào xáo, bản thân cũng bệnh hoạn mệt mỏi lắm. Tôi ao ước là chúng ta hiểu được điều này. Vì vậy cái người anh chị đã hỏi tôi rằng là tại sao mà tôi lại thấy người ta tốt mà người ta lại thấy tôi xấu. Tôi thì nói tốt về người ta nói xấu về tôi. Thì tôi nói cho nghe đơn giản, tại vì anh chị đã lên được tầng 2 rồi, anh chị đã nhìn thấy mọi thứ đều có hai mặt rồi, anh chị dễ dàng bao dung, dễ dàng yêu thương và luôn nhìn thấy sự tốt đẹp bên kia của người đó, và hiển nhiên cũng thấy được những thiếu sót của người đó ở bên này, nhưng mà cũng dễ dàng nhìn thấy được cái điều tốt đẹp ở bên kia, nên dẫn tới anh chị thấy yêu thương người ta, thông cảm cho người ta. Còn người ta thì họ chưa lên được lớp 2, họ đang ở lớp 1, nên họ không hiểu được điều đó là chuyện bình thường. Nó giống như một cái người Mỹ đi, họ qua Việt Nam mình, họ nói đúng được cái tiếng của họ thôi, đó là tiếng Mỹ, họ chỉ biết một ngôn ngữ. Còn chúng ta là cái người mà vừa biết tiếng Việt Nam mà vừa biết tiếng Mỹ, nên khi người ta mà họ nói được tiếng Mỹ thì mình cũng hiểu. Nhưng mà khi mình nói tiếng Việt Nam là người ta thua. Vì vậy người ta chưa có học tiếng Việt Nam, người ta chỉ biết một ngôn ngữ, là giống như level 1.
thì họ làm sao họ hiểu được cái ngôn ngữ thứ hai được, cho tới khi nào anh chàng Mỹ đó anh ta học luôn tiếng Việt của mình thì coi như anh ta vừa nói tiếng Mỹ mà vừa nói tiếng Việt. Vậy thì lúc mà chúng ta nói tiếng Mỹ anh ta cũng hiểu, mà nói tiếng Việt anh ta cũng hiểu, đơn giản là như vậy thôi. À, còn nếu mà người ta chỉ biết được đúng một cái tiếng Mỹ của người ta thì đó là bình thường mà, có gì đâu. À, vì vậy khi mà ai đó họ buồn phiền chúng ta, có nghĩa là họ chỉ thấy được một mặt, họ chưa thấy được mặt thứ hai của cuộc đời, họ chưa thấy được mặt số hai của chúng ta, họ chưa thấy được mặt số hai của chính họ. Vì vậy chúng ta chỉ biết yêu thương và cầu nguyện, cầu chúc cho người ta tốt đẹp lên, phát triển lên, để rồi một lúc nào đó người ta cũng nhìn thấy hai mặt để người ta lên được level 2. Khi mà cuộc đời của người ta giàu có, sung túc, hạnh phúc rồi, chúng ta sẽ để ý thấy người đó họ chẳng muốn nói xấu ai, họ cũng chẳng muốn tranh giành với ai. Họ biết được cái quy tắc để có thật nhiều tiền, đó là mình phải là một cái thỏi nam châm đầy tình yêu thương, đầy sự chính trực, đầy giá trị, làm cho cuộc đời có những điều tốt đẹp. Người ta chỉ trả tiền cho mình khi mà tương ứng với cái giá trị mà mình đem lại cho người ta, đem lại cho cuộc đời này. Vì vậy cuộc đời mình tốt đẹp cỡ nào thì nó phụ thuộc vào cái giá trị mình trao cho người khác. Chứ còn nếu mà mình đi nói xấu người khác, mình đi chia rẽ, rồi mình đi đả kích, rồi mình đi phán xét người khác, ai mà đi trả tiền cho mình cái số tiền đó bao giờ? Đồng ý không? Nếu đồng ý comment xuống số 1. Tức là người ta chỉ trả tiền khi người ta đem tới giá trị cho mình, chứ người ta đem tới cái sự bực bội buồn phiền thì ai mà trả tiền cho người đó? Nên những người đó họ đang bị thiếu thốn lắm. Nếu mà họ đang như vậy, chúng ta hãy yêu thương họ, hãy tha thứ cho họ, hãy bao dung với họ, và hãy mừng vì ta đã may mắn nhìn thấy được cái mặt bên kia, lên được lớp 2. À, và nếu muốn học lớp 3 thì nhớ bấm nút chia sẻ nha. Nếu mà có 100 người quan tâm đến lớp 3 là cái gì nhỉ, thì nhớ bấm nút chia sẻ. Nhưng mà nhớ đừng có quên, học lớp 1, lớp 2 thật giỏi thì học lớp 3 mới có giá trị. Giống như mình vừa đang ở lớp 1 mà mình nói tôi muốn biết lớp 3 học cái gì, không cần thiết, mình hãy học lớp 2 đi cái đã. Chừng nào mà mình tốt nghiệp lớp 2 rồi, cái mình lên lớp 3, mình học nó mới có giá trị. À, bản thân tôi cũng như tất cả các anh chị cũng là một con người bình thường và cũng tiến hóa từng bước, và tôi may mắn đã đi được những cái hành trình trong cuộc đời của mình một cách tốt đẹp. Tôi ao ước các anh chị cũng sẽ hiểu điều này để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, đầy tình yêu thương, đầy tình bao dung và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta đừng có phán xét, đổ lỗi hay buồn phiền nữa. Tiến lên lớp 2 nha. Và nhớ, nếu muốn biết lớp 3 là gì thì bấm nút chia sẻ, sẽ được biết lớp 3 là gì ở đó. Cảm ơn quý vị, bấm nút chia sẻ nha.